thời điểm nhất của các bạn, thời điểm các bạn đang phát triển cái xây dựng giao diện thì các bạn sẽ chọn, nên là đưa ra 14 bước, chứ không phải chúng ta sẽ dự trù đủ 14 bước hoặc theo đúng trật tự 14 bước tùy theo tình huống của các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên. Bước đầu tiên người ta gọi là hiểu rõ người sử dụng. Vậy tại sao phải hiểu rõ người sử dụng? Thì ông Galit ông có nói này, chặng đường được thiết kế giao diện là một quá trình thiết kế màn hình phải bắt đầu với sự hiểu biết của người sử dụng hệ thống. Đó là phần quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống nào, máy tính nào. Người sử dụng cần một hệ thống được tạo ra để phục vụ họ. Hiểu rõ người sử dụng và những cái họ làm là một quá trình khó khăn và vẫn bị đánh giá thấp, nhưng lại cực kỳ quan trọng bởi luôn có khoảng cách về hiểu biết, kỹ năng và cách nhìn nhận giữa người sử dụng hệ thống và người phát triển hệ thống. Đấy các bạn nhé, ngay từ cái câu đặt vấn đề các bạn đã thấy là cái việc hiểu người rõ người sử dụng hệ thống là rất quan trọng. Bạn phải biết là cái hệ thống của bạn đang xây dựng giao diện là trong rất nhiều người, nhưng mình phải tìm được cái người sử dụng, cái nhóm người mà sử dụng cái sản phẩm, cái hệ thống của mình, và họ sẽ tương tác, họ làm việc như nào với hệ thống để chúng ta xây dựng được cái giao diện phù hợp. Đương nhiên là không bao giờ chúng ta có thể xây dựng được giao diện mà được 100% tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng chúng ta phải hướng đến là hệ thống của chúng ta có tính tiện dụng để người sử dụng tối thiểu thực hiện được cái thao tác và không không gây những cái thái gây cho họ những cái ức chế khi họ tham gia sử dụng cái ứng dụng của mình. Vậy nội dung bài hôm nay chúng ta sẽ đi theo các bước sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ hiểu, chúng ta đi phần hiểu rõ người sử dụng bằng cách chúng ta đi qua cái phần tìm hiểu về nhận thức con người với tương tác người máy và mô hình bộ xử lý của con người khi đến như thế nào để chúng ta đưa ra những cái gợi ý, những cái thiết kế cho một cái tương tác này, cái giao diện người sử dụng phù hợp nhất. Rồi các cái đặc tính quan trọng trong của con người trong thiết kế, nó ảnh hưởng như nào đối với thiết kế, rồi mối quan tâm của con người trong thiết kế. Và cuối cùng là cái vào là chúng ta sẽ tự chọn các cái phương pháp, tìm hiểu các phương pháp để đạt được cái sự hiểu biết của người sử dụng. Và trong phần này thì cô có làm thêm một phần, đó là phân tích người sử dụng. Trong sách thì nó sẽ có nhắc, nhưng chỉ nhắc ở dạng là một hai câu phân tích người sử dụng gì, nhưng với bài giảng này của cô thì cô có bổ sung phần này, nó hơi khác một tí so với sách, nó có chi tiết hơn thì để chúng ta sẽ có thể làm được bài tập lớp. Đây là phần mà cô bổ sung thêm để các bạn làm. Bạn nhớ nhé, nội dung của bài học này chính là cái phần đầu tiên để các bạn áp dụng, chúng ta làm bài tập lớp. Vậy hiểu rõ người sử dụng là gì, cô vừa đưa qua đặt vấn đề với các bạn rồi, cũng đã trao đổi với các bạn về việc tại sao cái người sử dụng mà ông Galit ông đưa ra là tại sao cái việc hiểu người sử dụng và hiểu họ, cách họ tương tác như thế nào với hệ thống là quan trọng như vậy. Vì các bạn nên nhớ là khi thiết kế giao diện hay là tương tác người máy, môn tương tác, lĩnh vực tương tác người máy nói chung, lĩnh vực thiết kế giao diện người sử dụng nói riêng, thì cái việc mà thiết kế giao diện các bạn đừng đừng nghĩ là nó chỉ là cái bề mặt, mà nó còn cả cái chúng ta tương tác nữa. Ngoài cái giao diện ra còn cách chúng ta tương tác với hệ thống và hệ thống tương tác với chúng ta đó. Chính vì thế nó có gọi là tương tác người và máy, người máy, nên nhiều, nên là có những bạn mà chưa học môn này, bạn đã tưởng là cái môn này là cái môn mà là chúng ta tham gia, chúng ta nghiên cứu về một cái máy móc nào đấy. Vậy thì để ông Galit ông đưa ra này, để hiểu được một hệ thống sử hữu dụng thật sự, nghĩa là người thiết kế phải luôn tuân thủ theo các quy tắc sau. Một, hiểu rõ người sử dụng tương tác với máy tính như thế nào. Câu này cô, cái việc này cô đã nhắc với các bạn rất nhiều lần rồi. Người phát triển phải hiểu người sử dụng tương tác với máy tính thế nào, chứ không phải là người phát triển tương tác với cái máy tính. Bởi vì hai cái khoảng cách giữa người sử dụng và người phát triển ứng dụng là hai khoảng cách khác nhau hoàn toàn. Người phát triển ứng dụng là những người mà người ta có kỹ năng, có trình độ hiểu biết về cái lĩnh vực chuyên môn đấy, nhưng không thể áp cái của ông phát triển cho cái người mà người ta sử dụng, người ta phải hiểu như mình. Đấy, nên hiểu rõ người sử dụng là hết sức quan trọng. Thứ hai là hiểu những đặc điểm quan trọng của người đó, nghĩa là của người sử dụng, của con người ấy, có ảnh hưởng như nào thiết kế trong thiết kế. Cái này cũng rất quan trọng. Chúng ta phải hiểu được trình độ. Chúng ta phải hiểu được là người đó có những vấn đề, có những con người người sử dụng có những cái đặc điểm gì mà nó gây ra cản trở trong việc, hoặc là ảnh hưởng đến việc mà chúng ta thiết kế làm sao phải phù hợp với người đó. Con người đó ví dụ như là người người có khiếm khuyết về mắt chẳng hạn, hay người có về thính giác chẳng hạn,
hai người có về một số về rối loạn về thần kinh chẳng hạn, họ dễ bị xúc động, họ dễ bị bức xúc, thì khi chúng ta thiết kế thì chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải tránh sử dụng những cái gây rắc rối chiêu trò chẳng hạn thế. Như là chúng ta mở một ứng dụng ra cứ thấy nhấp nháy rồi làm loạn trên màn hình lên, thì những cái người mà người ta có cái phần như là người ta có phần kiểm soát kém, chức năng kém, thì người ta thường hay bức bối và người ta có cái hành động tiêu cực. Đấy là một cái quan trọng trong việc thiết kế, là chúng ta phải hiểu được cái đặc điểm quan trọng của người, con người có ảnh hưởng đến thiết kế. Rồi phải nhận biết được trình độ hiểu biết, kinh nghiệm của người sử dụng. Chắc chắn rồi, nếu như các bạn không có hiểu biết trình độ, không biết người sử dụng cái ứng dụng của bạn là ai và người ta có kinh nghiệm như thế nào, thì bạn không thể nào thiết kế một cái giao diện phù hợp được. Ví dụ các bạn thiết kế một cái giao diện cho một cái trang học tiếng Anh online, cho một ứng dụng học tiếng Anh online cho trẻ con, nhưng bạn lại lấy tan những cái màu sắc, những cái các cái icon hay là cái nhãn mà nó không phù hợp với độ tuổi lấy của những người tầm thanh niên lên, thì nó cũng dẫn đến là gì, cái ứng dụng đấy trẻ con nó tương tác nó sẽ không thích và nó không hấp dẫn. Rồi nhận biết được những đặc điểm về nhu cầu, về nhiệm vụ và công việc của người sử dụng. Cái này là rất quan trọng, chúng ta phải biết những đặc điểm này thì chúng ta mới xây được hệ thống mà nó tương tác được với người sử dụng, xử lý các cái tác vụ của họ. Rồi nhận biết đặc điểm tâm lý của người sử dụng. Đấy, cái đặc điểm tâm lý rất quan trọng nhé. Người sử dụng họ mong muốn gì nhé, họ cần gì và muốn đáp ứng gì nhé. Khi chúng ta thiết kế chúng ta phải nắm rõ. Rồi nhận biết những đặc điểm tự nhiên của người sử dụng. Chúng ta cũng phải nhắc nhé. Tại sao như thế, khi mà thiết kế các bạn cứ để ý tại sao mà thiết kế chuột thì con chuột tại sao người ta phải có những con chuột mà nó phải lõm vào để phù hợp với tay chúng ta cầm chẳng hạn thế. Đấy, đây là có tất cả những cái thiết kế chúng ta đều phải có sự cân nhắc, có sự khảo sát, có sự kiểm thử từ người sử dụng. Rồi sử dụng các phương pháp khuyến nghị để có được sự hiểu biết về người sử dụng. Đấy, những cái phương pháp khuyến nghị cũng rất là quan trọng. Khuyến nghị là chúng ta khuyến khích lực lượng, khuyến khích họ. Rồi cho độ họ để nhận được những cái hiểu biết họ thể hiện ra, chúng ta mới thiết kế một cái ứng dụng mà nó phù hợp được. Tiếp đến chúng ta đi sang cái phần tiếp theo là về chu trình hành động của con người. Thì như thế nào trong việc hiểu người sử dụng? Thông thường thì khi con người người ta chọn tương tác với máy nói chung và với máy tính nói riêng, thì họ khi làm cái việc gì đấy họ cũng muốn đạt một mục đích cụ thể. Nhất chúng ta khi làm, chúng ta thao tác thì chúng ta phải đạt được cái gì? Và các cái hành động, cái tác vụ đấy họ có thể làm dựa trên kinh nghiệm, hoặc có thể làm theo bản năng, hoặc là có thể là khi họ vào họ làm thì họ tự học và để họ thực hiện. Và cái quá trình cái hành động để chúng họ thực hiện đấy thì người ta chia thành 3 giai đoạn. Thứ nhất là hình thành mục tiêu, nghĩa là trước khi làm cái gì tôi phải đặt mục tiêu ra là tôi muốn làm gì, tôi có ý định làm gì nó với nó. Thứ hai là chúng ta thực hiện cái hoạt động, thực hiện các hoạt động thao tác để tương tác với nó để đạt được cái mục tiêu mà ta đã đặt ra. Và khi đã đạt được, đã làm xong rồi thì bao giờ cũng bước đánh giá. Ví dụ các em vào trang đăng ký học, các em mục tiêu của em vào là em đăng ký học cho cái kỳ 2 sắp tới. Khi em vào thì vào được trang rồi, nó hiện lên các thông tin đăng ký rồi, thì hành động tiếp theo của các em sẽ là phải chọn môn để đăng ký học, đúng không? Đăng ký học xong thì em ra được cái kết quả, nếu không xung đến nếu như không bị trùng lớp, không bị số lượng lớp đầy, các em đăng ký được theo ý muốn, thì kết quả đánh giá của hành động của em là em đã thành công cho việc đăng ký học. Còn nếu bạn nào mà bị vào lớp nó đầy rồi, cái lớp bạn muốn học không được, rồi có những cái môn mà bạn dự định học kỳ này môn tự chọn đấy không mở hả, hoặc mở trên lớp khác, thì khi bạn đăng cái hành động của bạn ấy là khi bạn đăng ký học xong rồi nhưng mà thái độ của bạn ấy vẫn không happy, đúng không? Đấy là cái 3 cái chu trình các cái hoạt động mà người ta đưa ra là để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ mà khi chúng ta tương tác với hệ thống. Và các bạn là những cái hành động nào là đơn giản dễ quen thì nó càng nhanh, còn những cái hành động mà có những hành động thì lại rất là khó, rất phức tạp, nó sẽ phải kéo rất nhiều thời gian của các bạn. Và trong cái quá trình chúng ta tương tác, chúng ta sử dụng máy tính thì người sử dụng cũng có một số khó khăn khi thao tác với máy tính. Đó là có quá nhiều, một là quá nhiều tính linh hoạt. Hệ thống mà có nhiều tính linh hoạt, có nhiều tự chọn khóa, với những người mà người ta quen rồi ấy,
thì không vấn đề gì. Nhưng với những người mà người ta không quen, người ta lần đầu vào hoặc tới lần thứ hai, thứ ba vào mà người ta vẫn cứ phải tìm hiểu và học ấy, thì nó là một số khó khăn cho người sử dụng. Thứ hai là ngôn ngữ khó hiểu. Nên là có thể người phát triển hệ thống, người phát triển ứng dụng, họ sử dụng cái ngôn ngữ của cái thiên về cái kỹ thuật mà họ làm, thì người sử dụng là những người mà người ta không nằm trong lĩnh vực đấy, họ sẽ không hiểu được. Rồi thiết kế không rõ ràng. Chúng ta thiết kế mà các cái bước đi làm một cái chương trình gì đấy, hoặc thao tác đăng ký gì đấy, nhưng mà có những chỗ đáng lẽ nó phải đúng theo chương trình, là tôi làm đến bước này tôi phải hiện bước kia ra, nhưng mà lại không hiện lên, thì cũng là một cái thiết kế mà đánh giá là không rõ ràng. Rồi có những đặc điểm khác biệt nhỏ. Thế là có những cái thói quen mà có những đặc điểm mà nó là một cái thói quen rồi, nó luôn có. Ví dụ là lớp 61TH đến lớp, lúc nào có bạn Tâm ở trong lớp cả, bạn Tâm hay phát biểu, nhưng thì hôm bạn Tâm không phát biểu nữa, thì nó tự nhiên nó có một cái khác biệt so với cái khác, người ta nhận ra so với cái thông thường của chúng ta. Thế bảo thì chúng cô sẽ hỏi luôn là sao hôm nay bạn Tâm không thấy tương tác, không thấy bật cam nào. Thế thì bạn Tâm bảo hôm nay em mệt đấy, như buổi hôm trước bạn Tâm đã nói là bạn ấy xin không bật cam vì bạn ấy bị ốm. Đấy là một cái khác biệt nhỏ nha, khác so với cái thông thường người ta đang có. Rồi là cách biệt trong chiến lược giải quyết vấn đề. Mỗi người thì có một cái chiến lược giải quyết khác nhau, nhưng nếu như chúng ta không đi theo những cái thông dụng mà chúng ta làm những cái nó khác biệt theo tư duy của chúng ta, không đi theo cái lối mòn chung, thì cũng dẫn đến là gây khó khăn cho người sử dụng. Và cái thứ sáu là cái thiết kế không nhất quán. Cái này tôi nhắc rất nhiều. Chúng ta có ba loại nhất quán trong một ứng dụng, nhất quán ngoài giữa các platform, và nhất quán ẩn dụ là những cái sử dụng các cái biểu tượng tượng trưng cho cái lệnh hoặc là những cái gợi ý trong hệ thống của chúng ta, mà chúng ta phải làm nhất quán. Mỗi lúc chúng ta lại thay đổi cái biểu tượng khác nhau cũng dẫn đến là gì, không nhất quán. Và việc nếu những cái khó khăn này thì các bạn nên nhớ là người sử dụng ý, có một cái thói quen là một thứ bị sai thì họ sẽ nhớ rất lâu, họ sẽ rất nhớ cái lần mà họ làm sai, và khi nó nhắc đến là họ đã nhắc đến cái đặc điểm sai. Vậy ví dụ có một bạn đi học muộn, bạn chỉ cần đi học một mùa muộn một lần thôi, lần sau bạn có một việc gì đấy bạn đến lớp muộn, nhưng cô giáo vẫn nhớ là bạn này rất hay đi học muộn. Đấy là khi chúng ta đã làm sai thì cái ấn tượng ban đầu sẽ để người ta sẽ nhớ mãi và người ta không quên. Nên là khi thiết kế chúng ta nên cố gắng tuân theo những cái chỉ dẫn cơ bản, chúng ta hạn chế những cái lỗi mà khiến cho người sử dụng cảm thấy khó chịu hoặc là không muốn sử dụng hệ thống của mình nữa. Và khi mà người sử dụng, các bạn biết rồi, họ làm những sai thì họ sẽ nhớ rất lâu, và những cái phản ứng với thiết kế không hợp lý của họ thường thể hiện sau. Về những phản ứng tâm lý thì họ sẽ hay xảy ra sự nhầm lẫn vì thiết kế của chúng ta không theo lối bình thường, có những cái cách phá đi nhưng không có hướng dẫn cụ thể thì người ta sẽ có sự nhầm lẫn. Rồi họ thể hiện sự khó chịu, sự thất vọng, sự hoang mang và ức chế. Tại sao một sử dụng một hệ thống hoang mang ức chế khi em đang làm một cái gì đấy, giả sử chúng ta triển khai một bài cũng kiểm tra, một bài kiểm tra trên mạng trên một hệ thống mới cho các bạn làm, và các bạn là đầu tiên, các bạn thao tác không bắt chưa quen, bạn làm sai không được bài, chắc chắn các bạn rất hoang mang, thậm chí là sợ là bài của chúng ta sẽ mất điểm, không nộp được bài chúng ta sẽ mất điểm. Đấy cũng là một cái phản ứng tâm lý. Rồi là sự buồn tẻ, rồi những phản ứng tự nhiên như từ bỏ sử dụng hệ thống. Chắc chắn rồi, nếu các em vào một cái hệ thống mà nó có nhiều lựa chọn, có nhiều hệ thống tương tự như vậy, hệ thống này không phải là duy nhất, nhưng em vào sử dụng cái hệ thống này mà em thấy nó bất tiện, nó không thuận lợi, thì em sẽ từ bỏ ngay và em chọn hệ thống khác. Rồi sử dụng từng phần của hệ thống, nghĩa là gì? Hệ thống có nhiều phần để thực hiện tác vụ, nhưng mà những cái tác vụ kia nó chán, bạn không thích dùng, bạn chỉ dùng những phần này để hỗ trợ bạn thôi, còn phần còn lại bạn làm bằng tay. Đấy thì người ta gọi là sử dụng từng phần của hệ thống. Rồi sử dụng một hệ thống một cách gián tiếp, chúng ta không trực tiếp, chúng ta chỉ vào đấy ta lấy số liệu thôi, lấy số liệu xong chúng ta ra ngoài ta làm, sử dụng trên các công cụ khác. Đấy gọi là sử dụng hệ thống một cách gián tiếp, nên là hệ thống đó xây dựng là thất bại. Rồi sửa đổi tác vụ, không tuân theo quy trình phát triển của hệ thống, nó có những cái bước chúng ta không sửa đổi tác vụ, chúng ta thay đổi đi, chúng ta làm ra kết quả theo ý chúng ta, không làm đúng theo các trình tự đó. Rồi hoạt động thêm vào đấy, đúng là cô nói rồi, nếu như cái phần mềm mà nó không thỏa mãn người sử dụng thì ngoài cái việc là gì, chúng ta làm theo nó vẫn không hoàn thành được công việc của mình, làm theo quy trình của cái phần mềm ấy, chúng ta vẫn phải làm ở phía ngoài để bổ sung vào đấy cho hoàn thành cái báo cáo chẳng hạn. Thế thì cái hoạt động thêm vào này cũng là một những cái phản ứng mà cụ thể của người sử dụng, những cái thiết kế không hợp lý, chưa đầy đủ. Rồi sử dụng sai hệ thống,
hệ thống thiết kế khó hiểu quá, người ta không hiểu nên người ta làm sai. Rồi có những người có kỹ năng lập trình thì họ thậm chí là họ tham gia họ lập trình thêm. Bạn nào đã dùng trên Excel mà trong đó có một số hàm như check trùng hay các bạn hàm tách tên nhầm tên mà các bạn đã lập trình thêm, các bạn làm chưa? Các bạn nào đã bọn mình đã thử nghịch thế chưa? Chắc là chưa đúng không? Chúng ta cải biến đi, đỡ phải chúng ta ngồi cái tên chúng ta lại ví dụ Nguyễn Ngô Đức Tâm lại cách Ngô Đức lại copy ra một một ô Excel trong Tâm lại copy ra một ô Excel chúng ta tách tên. Ngoài ra trong trong Excel nó còn cho chúng ta nhúng cốt mà chúng ta làm cốt mà. Chúng ta dùng Visual Basic thì chúng ta tách ra chúng ta làm một hàm tách tên. Đấy, bạn Tâm bạn còn vừa học vừa ăn cơm mà ăn sáng được kìa. Giờ Tâm ăn sáng à? Đấy. Đấy là các bạn thấy nó làm hiểu về người sử dụng thì đấy, và chúng ta biết được là người sử dụng mong muốn gì ở hệ thống, và trong quá trình sử dụng nếu gặp cái lỗi thì họ có những cái phản ứng như thế nào về tâm lý, về phản ứng hoạt động tự nhiên khác để chúng ta đỡ phải sử dụng hoặc là tránh sử dụng cái hệ thống mà đang gây cho mình phiền nhiễu. Thì bước tới chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc tính quan trọng trong thiết kế. Con người của chúng ta vốn dĩ là một thực thể nó rất là phức tạp với nhiều thuộc tính và có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế giao diện. Thì trong những cái đặc điểm đáng chú ý khi chúng ta thiết kế thì chúng bao giờ phải để ý sự nhận thức, đến trí nhớ, đến tính sắc bén của trực quan, khả năng nhìn nhận ngoại vi và sự tích lũy cảm giác, thông tin, sự lĩnh hội, kỹ năng và một số khác biệt cá nhân để chúng ta để ý đến cái quá trình thiết kế. Là khi thiết kế chúng ta phải để ý đến những khía cạnh này của con người để chúng ta đưa vào thiết kế. Thì có một cái môn trong đó có môn trong lĩnh vực tương tác người máy, ta có một cái gọi là tâm lý học nhận thức tương tác mà người máy. Cái môn tâm lý này thì nó có tác dụng là áp dụng những nguyên tắc, những hướng dẫn thiết kế được suy ra từ cái lĩnh vực lý thuyết của tâm lý học, và lấy sử dụng cái học thuyết của tâm lý học này để chúng ta xây dựng, đưa ra những xây dựng, những mô phỏng, những gợi ý của người sử dụng để cho các nhà thiết kế là thiết kế tốt hơn. Và nó cũng dựa vào các cái thuyết tâm lý này, nó như một cái kiến thức cơ sở giúp cho các bạn có thể đánh giá, có thể thiết kế hệ thống của chúng ta một cách phù hợp và hướng tới tính tiện dụng cho người sử dụng. Lúc nãy cô nói rồi, tại sao mà khi thiết kế chúng ta lại phải quan tâm đến tâm lý nhận thức học? Thì tâm lý học nó giúp chúng ta làm nghiên cứu về tâm lý con người. Vì chúng ta đang thiết kế giao diện nên chúng ta phải biết được khả năng và hạn chế của con người để chúng ta làm sao thiết kế cho cái giao diện của chúng ta phù hợp với con người sử dụng nhất, đối tượng sử dụng nhất. Và từ cái việc hiểu biết này chúng ta mới có thể thiết kế được những cái sản phẩm, những cái ứng dụng mà nó dễ sử dụng, rồi đáp ứng được mục tiêu và nhu cầu của người sử dụng, đáp ứng được tính tiện dùng, giúp cho người sử dụng xong cái sản phẩm mình họ cảm thấy thoải mái, không có những ức chế kèm hoặc là những cái phản ứng tâm lý không tốt. Về khía cạnh tâm lý học nhận thức thì nó ảnh hưởng đến giao diện. Trong quá trình thiết kế giao diện nó có 3 cái phần. Đó là gì? Cách con người tiếp nhận các thông tin xung quanh họ. Và thứ hai là cách con người lưu trữ các thông tin. Và cuối cùng là cách con người xử lý các thông tin và giải quyết vấn đề. Cái này nó cũng tương tự như khi chúng ta thực hiện một cái chu trình hành động. Khi muốn làm hành động gì chúng ta phải xác định mục tiêu. Có mục tiêu rồi chúng ta vào chúng ta hành động. Hành động xong chúng ta phải đánh giá kết quả. Thì trong cái việc tâm lý học là người ta đánh vào 3 cái cạnh. Khi đạt được mục tiêu, khi bắt đầu xác định mục tiêu thì ông phải tiếp nhận, bản thân chúng ta phải tiếp nhận thông tin xung quanh để chúng ta tìm tới cái mục tiêu tới chúng ta sẽ làm gì. Sau đó chúng ta sẽ lưu trữ cái thông tin như nào và xử lý và giải quyết vấn đề như nào. Việc mà hiểu được, biết được khả năng của con người trong tương tác là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến thiết kế. Hiểu đặc điểm con người thì mới thiết kế tương tác tốt được. Thì vừa rồi cô đã nói là cái việc lịch tâm sinh lý liên quan rất nhiều đến việc thiết kế giao diện người sử dụng. Thì để làm được, vì do đó để nghiên cứu tâm lý con người một cách đơn giản nhất thì các nhà nghiên cứu tương tác người máy họ đã đơn giản hóa đi cái con người như là cái bộ máy, như một cái xem như là một cái hệ thống thông tin, nó giống như cái máy tính của chúng ta, nó sẽ có đầu vào đầu ra.
và nó cũng chỗ ổn để lưu trữ, và nó cũng có các cái CPU, các cái chip để xử lý cái thông tin như nào, thì người ta coi cái bộ não con người, coi những bộ phận con người như là một cái hệ thống thông tin. Và cái mô hình đấy người ta gọi là mô hình MHT, hay là gọi là Modern Human Human Processor, đấy, coi như là cái bộ xử lý. Đây là cái các bạn nhìn hình ảnh trên máy tính, à, trên màn hình của xe, các bạn sẽ thấy này, họ diễn tả cái bộ não con người như là một cái, đấy, nó có chia các bộ nhớ, có bộ nhớ ngắn hạn, có bộ nhớ dài hạn. Chúng ta có bộ nhớ này máy tính không các bạn? Có các em? Đấy, nó mô phỏng não người như một cái bộ máy. Chúng ta có bộ nhớ ngắn hạn, có bộ nhớ dài hạn, rồi có cái cảm ứng từ thị giác, cảm ứng từ thính giác và cảm ứng từ xúc giác. Sẽ tất cả các thông tin này sẽ được tiếp nhận vào và được đưa lên bộ nhớ, bộ nhớ để bộ nhớ xử lý với các cái quy định, các cái tần số mà con người có thể nhận biết được, với thính giác là bao nhiêu, với thị giác là bao nhiêu. Rồi cái xúc giác thì lúc nóng, lúc lạnh, hoặc là đau, hoặc buồn. Đấy là những cái mà biến cái bộ nhớ con người như một cái máy, để giúp là chúng ta tìm hiểu kỹ hơn làm thế nào để chúng ta khai thác được các khía cạnh trong tâm sinh lý con người, quá trình xử lý con người, chúng ta thiết kế giao diện phù hợp nhất. Và người ta mô tả cái ba phân hệ tương tác của bộ xử lý con người, nó gồm có này, bộ cảm nhận như lúc nãy cô vừa nói, bộ xử lý nhận thức và bộ xử lý vận động. Thật vận động nó giúp chúng ta điều khiển các thông tin đầu vào đầu ra. Xử lý nhận thức là khi chúng ta tiếp nhận thông tin thì chúng ta sẽ xử lý thế nào. Cảm nhận là cái mà chúng ta nhìn được, chúng ta nghe thấy thông qua tai và mắt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào từng phần một, trong khi chúng ta ấy, thứ nhất là có kênh vào ra của bộ xử lý con người. Kênh vào ra thì kênh vào của chúng ta sẽ có thị giác, có thính giác, có xúc giác. Thành phần ra thì chúng ta sẽ thông qua tay, chân, mắt, đầu và hệ thống tiếng nói. Rồi khi giao tiếp với máy tính thì tay của chúng ta đóng vai trò là gõ vào phím, là điều khiển chuột, tiếng nói, ánh mắt, chuyển động của đầu. Được nghiên cứu để điều khiển máy tính. Ít nữa chúng ta mà có cái môn cái tương tác thiết hình người mà nó thành công, có khi các bạn lắc đầu cái là, hoặc là các bạn gật đầu cái là máy tính nó làm theo ý bạn sao, đúng không? Các nhà khoa, các bạn biết đâu trong này các bạn mai sau lại tham gia cái nghiên cứu thiết kế thiết hình người, tương tác với đầu người, khi vẫy tay một cái thì là máy tính nó tự tắt. Đó, nó sẽ mô phỏng những cái hành động của con người để nó thực hiện. Vừa rồi chúng ta thấy có đi qua ba thành phần vào, gồm có thị giác, thính giác, xúc giác. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là thị giác thì như thế nào, xúc giác là như nào, thính giác như nào mà nó ảnh hưởng đến việc chúng ta thiết kế giao diện người sử dụng. Thứ nhất, thành phần vào là thị giác. Thị giác thì các bạn biết rồi, nó là mắt của chúng ta. Cái này thì cô chỉ giới thiệu qua thôi vì nó liên quan đến cấu tạo của mắt, nó mang đến một tí của sinh học thì chúng ta sẽ đi qua thôi, để chúng ta chỉ cần hiểu mắt chúng ta tiếp nhận các cái ánh sáng như thế nào. Về mặt vật lý thì mắt người thì có thể nhận biết được kích thước của chiều sâu, rồi độ sáng và màu sắc của các đối tượng. Và người ta mô phỏng cái hai giai đoạn của quá trình nó tiếp nhận cái mà nó tương tác với mắt, để mắt lấy thông tin và truyền lên bộ não, thì người ta sẽ, nó việc thứ nhất là khi có ánh sáng đi vào thì nó sẽ tiếp nhận các kích thích này. Đó, sau đó nó xử lý diễn giải các kích thích, nó thu lại hình ảnh trên của võng mạc của mắt, và nó truyền lên dây thần kinh cho chúng ta cảm nhận. Về mắt thì chúng ta có hai cái tế bào, một cái tế bào hình que để chúng ta tiếp nhận ánh sáng, và tế bào hình nón để chúng ta tiếp nhận màu sắc. Đấy, như vậy là chúng ta thông qua các cái tế bào này để chúng ta cảm nhận được cái trực quan giữa ánh sáng rồi màu sắc của giao diện máy tính, cụ thể là giao diện máy tính với con người để chúng ta phản ứng lại. Cô lấy một cái ví dụ này để cho nó các bạn đỡ cảm thấy nó nghe thế.